Mến chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta ôn tập chủ đề nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Ở nghệ thuật hiện đại Việt Nam, chúng ta sẽ có cái bài đặc trưng, đó là bài số 4, nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam. Và ở phần này chúng ta sẽ quan sát nhận thức về nét đặc trưng của tranh sơn mài Việt Nam ở phần 1 La Mã. Phần 2 chúng ta sẽ học cách tạo tranh kết hợp kỹ thuật gắn vỏ trứng. Và phần 3 chúng ta sẽ là phần bài tập để chúng ta thực hành. Thì đầu tiên ở phần 1 chúng ta sẽ cùng quan sát một số những cái tranh của các họa sĩ. Ví dụ như là đầu tiên là bức tranh kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ của họa sĩ Nguyễn Sáng. Thì với tác phẩm này là một được xem như là một trong những bản anh hùng ca, ca ngợi tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Mặc dù là đã ở chiến hào đang bị thương nhưng mà vẫn muốn được kết nạp vào đảng để có thể góp sức mình chiến đấu cho tổ quốc. Và bức tranh thứ hai, chúng ta cũng thấy được hình ảnh hành quân đêm của họa sĩ Trần Đình Thọ. Đây thể hiện các anh bộ đội, những người chiến sĩ đã không quản ngày đêm để mà hành quân trên đường để chiến đấu. Và qua cái bức tranh này với gam màu, sự kết hợp hài hòa giữa bố cục và màu sắc đã cho chúng ta thấy được sức mạnh cũng như là sự thành công của tác giả khi mà thể hiện về ý chí quyết chiến của bộ đội Cụ Hồ. Và bức tranh thứ ba, đó là bức tranh Hòa bình và hữu nghị của họa sĩ Nguyễn Khang. Thì bức tranh với nhịp điệu là ba cô gái tượng trưng cho dân tộc Kinh và những dân tộc thiểu số. Hình ảnh chim bồ câu được bay lượn cùng điệu múa của các cô gái đã cho chúng ta thấy được sự hòa hợp, nhịp điệu trong tranh tạo nên một bố cục rất là đẹp. Và cùng với một cái gam màu, chúng ta cũng thấy được là gì, rất là sinh động, thể hiện được cái niềm khát khao hòa bình hữu nghị của các dân tộc. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí là một trong những họa sĩ tiên phong đã nghiên cứu về những cái chất liệu để đưa vào trong tranh sơn mài truyền thống, ví dụ như là vỏ trứng mà lát nữa chúng ta sẽ thực hành. Và chúng ta cùng quan sát một số tranh của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Đầu tiên đó là bức bình phong có hai mặt. Mặt trước đó là mặt hình ảnh của những cái bụi dọc mùng ở ven đường. Mặc dù là những cái bụi cây dọc mùng nó đơn điệu nhưng mà qua ánh mắt, qua bàn tay của họa sĩ thì những cái cây dọc mùng này trở thành những cái cụm rất là sinh động, những cái cụm cây được thể hiện rất là sinh động, tua tủa và có lớp trước, lớp sau để cho chúng ta thấy được không gian xa gần. Với cái hình ảnh cây dọc mùng này cho chúng ta thấy là được là cái tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước của họa sĩ. Và ở mặt sau đó là bức bình phong thiếu nữ trong vườn. Thì ở đây chúng ta thấy hình ảnh của những cái cô gái, những cái cô thiếu nữ Việt Nam mặc những cái tà áo dài rất là thướt tha với những cái dáng điệu khác nhau, cũng cho chúng ta thấy được cái niềm vui hòa cùng với lại thiên nhiên, trăng nước cây cỏ, để chúng ta thấy được là gì, sự thanh bình ở bên trong tác phẩm. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát về tác phẩm
vườn xuân Trung Nam Bắc. Ở đây qua bức tranh này cho thấy được là gì? Với cái tài năng là thiên bẩm của họa sĩ đã thể hiện rất là thành công về cái tác phẩm này, và nó được hoàn thành là sau 10 năm. Thì để thấy được cái gì, quá trình nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, tìm ra những chất liệu mới để thể hiện trong một cái tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ. Và đây được xem như là một trong những bức tranh ca ngợi về cái niềm vui độc lập của ba miền Nam Trung Bắc hòa cùng niềm vui với đất nước. Và bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được có những cái bức tranh như là lễ hội đầu năm hoặc là cảnh nông thôn với những cái gam màu nóng đã cho chúng ta thấy được cái sự sôi nổi, là tưng bừng, là nhiệt huyết, cũng như là thể hiện được cái tình yêu thương sâu sắc của quê hương đất nước, của những cái con người Việt Nam mà họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã gửi gắm qua tác phẩm của mình. Và phần 2 thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo tranh kết hợp kỹ thuật gắn vỏ trứng. Thì ở đây chúng ta sẽ trải nghiệm một phần là làm theo dạng tranh sơn mài của họa sĩ, nhưng ở đây chúng ta sẽ dán vỏ trứng. Thì trước hết, bước 1 chúng ta sẽ vẽ bố cục một cái hình rất là đơn giản. Mục đích của chúng ta là để có thể ốp những cái vỏ trứng lên trên cái hình này. Và bước thứ hai, chúng ta sẽ cùng dùng keo sữa hoặc là keo hai mặt để chúng ta chét ở cái phần mà chúng ta muốn dán vỏ trứng. Và bước thứ ba, chúng ta sẽ dán vỏ trứng vào và sau đó chúng ta đè vào, đè nhẹ để cho những cái vỏ trứng nó nứt ra và tạo đậm nhạt khi mà chúng ta sưu tầm được nhiều vỏ trứng với nhiều màu khác nhau. Và để mà cho tác phẩm của chúng ta đẹp hơn, chúng ta có thể kết hợp với lại màu sắc và sẽ giúp cho cái tác phẩm của mình tô điểm lên được cái gam màu của vỏ trứng nè, qua cái hình nền màu tối để cho cái màu của vỏ trứng màu sáng nó được nổi bật trên cái hình. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong các bước tạo học về kỹ thuật gắn vỏ trứng. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình theo ý thích, rất là đơn giản thôi, chủ yếu để chúng ta trải nghiệm, và sau đó chúng ta sẽ thực hiện tranh vỏ trứng theo ý thích trên giấy A4. Ở phần tham khảo tranh thì cô cũng có sưu tầm được một số tranh để cho các bạn tham khảo về cái cách mà các em học sinh hoặc là các họa sĩ đã tận dụng để làm tranh vỏ trứng. Thì chúng ta thấy ở đây không có đơn thuần là chúng ta phải ốp hết tất cả những cái vỏ trứng trong cái hình, mà chúng ta sẽ ốp một phần nào đó, sau đó chúng ta kết hợp với lại phần màu sắc để tạo thành một cái bức tranh nó mang một cái vẻ đẹp độc đáo của cái lớp vỏ trứng kết hợp với màu sắc, sẽ làm cho cái bức tranh của mình thêm lung linh và sáng tạo hơn. Và tiếp theo chúng ta cùng tham khảo thêm một số tranh của các bạn học sinh, hoặc là tham khảo thêm một số những cái tranh mà cô đã được sưu tầm trên YouTube chẳng hạn, để chúng ta thấy ngoài việc sắp đặt những cái vỏ trứng trên thì cái phần hình nền cũng rất là quan trọng. Hình nền thì chúng ta có thể hòa sắc, hoặc có thể tô một màu, hoặc có thể vẽ thêm những cái họa tiết nhằm làm cho cái tác phẩm của mình nó đẹp hơn, nổi bật hơn và mang cái tính sáng tạo nhiều hơn. Và đây là hai tác phẩm đơn giản nhất mà chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có thể thực hiện bài kiểm tra một cách thuận lợi và đạt được kết quả tốt. Ở phần hướng dẫn về nhà thì cô sẽ yêu cầu các bạn, thứ nhất là chúng ta ghi bài đầy đủ ha,
Thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị thứ nhất là giấy A4 mà đã được vẽ hình sẵn nè, rồi vỏ trứng sưu tầm nè, rồi keo sữa, rồi màu, rồi bút lông, vân vân. Và dặn dò cho tiết sau khi mà chúng ta thực hành xong thì chúng ta sẽ học bài mới, cho nên chúng ta cũng sẽ xem trước bài và mang đầy đủ sách tập để chúng ta học bài. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Và sau đây cô sẽ chúc các em đạt được những cái kết quả cao, kết quả tốt, kết quả như mong muốn trong đợt kiểm tra giữa học kỳ 1. Thân ái chào các em.